một cái máy tiện rất là nhỏ gọn, rất nhỏ gọn các bạn, xài collect nha. Cái này nhỏ gọn mà nhẹ, ai làm hàng lọt á nha thì lấy. IP15 rất là đẹp, nhỏ gọn, nó xài collect nha, xài collect nhìn rất là đẹp ha. Máy còn đủ nha, này chắc phải cái chân rất là đẹp, cái này nhỏ gọn đẹp ghê, làm đồ nhỏ cứng cáp. Còn khá là mới. Cái này có một lỗ thông nước ở đây nè, một lỗ thông nước thì mình có thể xài nước cũng được. Còn quay nè, này còn đẹp nha. Xem mình có làm gì không.